chào mọi người. Hôm nay Nhật sẽ đưa mình nhà mình đi tham quan chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ nha. Như mọi người thấy đó, bến tàu An Bình nha, thì nó hiện nay tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Do đó mà mọi người có thể đi bằng hai cách: một là gọi đò ở ngay cái chợ An Bình, thứ hai nữa là mình đặt tàu du lịch từ bến Ninh Kiều để mình tour mình đi tham quan chợ nổi Cái Răng mọi người nha. Mọi người thấy đó, xung quanh hai bên bờ sông Cần Thơ, sau 2 năm Covid thì cái cảnh buôn bán nó cũng chưa có tấp nập trở lại. Hơn nữa cái thời điểm mà mình đi là giữa tháng 4 thì mọi cái hoạt động mà buôn bán thì nó chưa được nó sung tụ, vì bởi vì chưa có khách du lịch nước ngoài. Hiện tại thì Cần Thơ đang đón những đoàn khách du lịch từ các nước ở châu Âu đến tham quan các cái lễ hội, chẳng hạn như lễ hội bánh Cần Thơ, rồi tham quan đền Hùng mới xây dựng ở thành phố Cần Thơ. Nên có thể là tháng 5, tháng 6, tháng 7 vào lúc mùa hè thì cái không khí du lịch hay là cái những cái hoạt động về du lịch ở miền sông nước này nó sẽ vui tươi và sẽ đông đúc hơn mọi người nhé. Khi đi tham quan chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ thì mọi người cố gắng đi vào lúc 5 giờ sáng. Đừng như mình, nhưng mình đi lúc 10 giờ, hôm nay trời nắng chang chang. Dạ, và không còn đồ ăn, đồ uống gì nữa, không có cái cảnh hoạt động là ăn xong, chẳng hạn ăn những cái món đặc sản của miền sông nước này. Thì cái trời nó quá nóng quá thì mình ít có buôn bán đi ở trên sông. Dạ. Tốt nhất là mọi người đi từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, lúc đó trời nó mát và cảnh nó hoạt động bán trên sông nó tấp nập. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đi tham quan một cái điểm dừng chân ở trên sông. Ở đây là một chiếc ghe lớn và ở trên đó là người ta được giống một cái siêu thị. Trên này là người ta buôn bán các loại bánh đặc sản của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng hạn giống như phụ nữ chân dài này, khô cá lóc, bánh bía này. Các sản phẩm rất làm từ dừa, chẳng hạn như muỗng, gáo dừa và quần áo đặc trưng của những người con người đất ở miền Tây Nam Bộ nhé. Chẳng hạn như áo bà ba. Trên hình là khô sặc bướm. Nó có giá sẵn ở dưới luôn nha, nên mọi người đừng có sợ bị nói thách nha. Nem này, nem lai bung này, nó gói bằng lá chuối và ở ngoài là cột bằng cái dây ni lông. Đây là đặc sản bánh hủ tiếu. Bánh hủ tiếu mà gói lại xong rồi chiên lên, nó giống như cái bánh pizza đó. Ở dưới miền Tây người ta rất là thích ăn cái loại này. Và khi đi tham quan du lịch ở bên chợ nổi thì người ta mua cái này về làm giống như một món quà lưu niệm cho bạn con cháu ăn chơi. Tuy nhiên cái này là sản phẩm nó chiên ngập dầu luôn á, do đó những ai mà ăn kiêng hay là sợ về dầu mỡ thì cũng hạn chế ăn. Thank you.
Và sau đây mời mọi người tham quan quy trình sản xuất hủ tiếu ngay trên sông Đường Hát. Trắng bánh nè. Nước thì nước lấy dưới sông lên luôn hả chị? Lấy nước sông lên lóng phèn ha. Đó. Dạ. Xong rồi đem qua đây phơi. Phơi trên ghe luôn. Đây là cái nơi sản xuất trên ghe. Đập đem vô đây cắt. Dạ. Phơi mấy ngày vậy chị? Phơi 3 tiếng. À. Dạ. Dạ. À, chị thả xuống. Cảm ơn. Đây là mô hình.
Thank you.